Vâng, xin chào các bác. Em sẽ lên sóng hai con cơ auto lựa cô, lựa cơ lựa đáy để các bác mình chơi này. Đây là con hai con cơ auto của Mỹ, một con Orobic Anchor và một con Brokina. Đây là form đặc trưng của những dòng của thương hiệu Mỹ các bác. Một con là tránh bạch kim và một con bọc vàng hồng nha. Con bọc hồng thì giá nó sẽ cao hơn một tí nha các bác. Nhưng mà hai con này em về giá rất là yêu thương. Hàng đẹp là trên 95-97% nha các bác. Hàng cực lướt nha các bác. Đây con là con Orobi Cano thì em sẽ để các bác là 4,5 triệu này. Em sell giá tốt luôn để các bạn chơi này. Hai con này đều là mé cơ lộ tim lộ đáy luôn nha các bác. Tích cốt lên tới là 42 giờ. Sử dụng mé của Japan 21 ray Orobi Cano. Con này em để có 4,5 triệu nha. Con này là 3,8 triệu. Những con này em đấu về giá yêu thương này, như con này này. Brokina này. Cơ auto nha các bác. Các bác việc vặn là nó lắc lần em nó sẽ chạy thôi. Đây, lỗ tim lỗ đáy nha. Trong nước là 3 ATM, những dòng này có hỗ trợ trong nước cho các bác nha. Con này đẹp trên 97% nha. Form đặc trưng của những dòng cơ Mỹ. Cơ Mỹ này các bác thấy nấm này. Nó thiết kế đặc trưng luôn các bác. Đấy. Họ như nhiều hãng Mỹ thì đa số họ thiết kế cái nấm này rất là đẹp nha. Con này là màu trắng bạch kim các bác. Size 42 nha, hai con này đều size 42. Giá rất là nhẹ nhàng, các bác có thể sở hữu được. Ba con này 3,8 triệu nha. Có zinc nha các bác, có zinc nha. Dây da. 3,8 triệu. Kính sapphire có trong nước. Dòng đời cao thì nó đều có trong nước nha các bác. Những con máy này em đều bảo hành cho các bác là 3 năm, leo dầu miễn phí nha các bác. Rồi em lên con Orobi Anchor của Mỹ, cọc số là mã bạc vàng hồng. Cực đẹp nha, cũng trên 97%. Em sell cho các bác là 4,5 triệu này. Bác nào chơi thì alo cho em. Cái automatic tích cốt là 42 giờ. 47 mà em để các bác là 4,5 nha. Bao gồm phí ship rồi nha. Bác nào mà đăng te mà khoảng 17, 18 trở lên là chơi những con này rồi hết bài. Tầm tiền nhưng mà ngon. Automatic. Con vàng hồng này là 4,5 triệu. Còn con trắng bạch kim này thì em để 3,8 triệu nha. Những con này là em để sát giá để các bác mình chơi rồi. Tầm này các bác sở hữu được những con đồng hồ cơ automatic xịn sò đến từ thương hiệu Mỹ. Sử dụng bộ máy cơ tích cốt lâu. Lỗ tim lỗ đáy là rất là nổi bật rồi. Nhưng mà dành cho các bác tay lớn nha, 17 trở lên, 17 đến 20, 22 đó. Size 42 lận nha các bác. Đẹp xuất sắc hết. Một con 3,8 triệu, một con là 4,5 triệu nha. Những con bọc vàng thì nó sẽ đắt hơn một tí nha các bác. Lỗ tim này, các bác thấy bộ cơ này. Rất là mới nha. Một con 3,8 triệu, một con là 4,5 triệu. Chuyển khoản đủ thì em sẽ bớt mỗi sản phẩm là 100.000. Còn cọc tiền các bác cọc giúp em khoảng 500.000 trở lên nha. Đối với những sản phẩm 3-4 triệu, 3-4 triệu, nhưng mà các bác đập hộp những con này không rẻ đâu. Con này đập hộp khoảng 12 triệu nha. Còn này là khoảng 15 triệu. Hàng mình đấu giá hàng lướt bên đó về giá nó tốt. Mới của nó là con này hơn 10 triệu hết bác. Hai con này đều hơn 10 triệu hết. Nhưng hàng lướt, hàng xây, hàng đã qua sử dụng, hàng trưng bày rồi ra thì mình đấu về giá nó yêu. Tuy nhiên con đẹp cứng như thế này các bác, đẹp không có điểm trừ luôn á. Một con 3,8 triệu, một con 4,5 triệu nha.